180 cây số chứ có bay gần đâu. Đâu nhà, nhà đây bác, đây nhà em đây. Ôi trời ơi. Kia sao chẳng đi em chở bò toàn cho nhà giàu không hả? Đâu cái gì trời ơi. Đâu nhốt vào đâu? Đây. À, cái chuồng kia hơi nhỏ nếu có được không chẳng? Đâu anh? Có 6 con nữa mà. Đâu là tớ toàn ấy thôi. À được rồi, cho vào đây, thoải mái. Con nó có chui ra, em sợ đầu đây nó chui ra thì mình cột thêm một cái cây hương sắc này à? Cây luồng đây là ok rồi. Nhưng mà nó chui lên ăn được không? Được, cứ thả đi. Rồi sau đầu đây anh cho cái luồng ngang đây cao cao đây cho đỡ tọt ra. Được rồi, ok ok. Ở đi lại đây. Tớ sợ nó không không. Đứa đầu đó em thấy con 3B ngoài. 3B thì mua mấy triệu mà. Mấy triệu đó, em thấy mua mười mấy triệu ấy chứ sao. Con đây là 8 triệu rưỡi đây. Đâu rồi? Rồi xuống nào. Được, được. Đây cao bác. Chào cao bác. Chào bà con. Anh ơi, ở đây là ở đâu anh nhỉ? Đây là Vũ Quý. Vũ Quý vâ. Vũ Quý Kiến Sương Thái Bình ạ. Đây cao bác, thì sau 4 tiếng cao bác, sau 4 tiếng chú Thơm chạy xe máy cao bác. À quên, chạy xe máy, sau 4 tiếng chú Thơm chạy ô tô thì giao đến cho anh này một lô bò này cao bác này. Thì anh bảo là tìm cho anh một lô nó rớt vào tầm 16 triệu. Đó thì em cũng đọc biểu cân rõ ràng cho anh biết luôn. Biểu cân nó rớt vào tầm 70 đến 75 cân thui. Đó, mà 16 triệu nha các bác. Các bác lưu ý là bê giống nha, chứ không phải là me thịt nha bà con. Đó, giao ra đến tận chuồng cho anh này. Đây, 16 triệu một con nha, xô đàn nha. Chỉ có con đi là to tuyệt tí này. Con đâu rồi, đúng rồi. Con đi này, con đi là chú Thơm mua bằng 16 năm rồi các bác này. Nhưng mà lấy anh 500 bạc tiền dầu thôi các bác. Đó. Ở bên đây cấp 16 triệu. Đây bà con nhìn biểu cân này, coi chú Thơm đặt đúng hay không này. Đó, 70 đến 75 cân thui nha bà con. Đó. Anh thấy chú đọc đúng không? Có xếp soát không? Chia sẻ thật tình luôn. Ông chia sẻ thật tình là cũng được đúng không? Được. Cũng xếp soát chứ em nói đúng chứ không phải là ra mà có 50 55 cân là không đúng. Đó thì tiền nào thì của nấy thôi anh. Đó, thì các bác đầu năm thì các bác biết bò me giá cả nó cũng nhiều biến động các bác. Nó cũng nhiều biến động, nhưng mà chú Thơm giao đến cho anh. Đây các bác lô này, 16 triệu, các bà con cũng lưu ý nha. 16 triệu nó có giá của 16 triệu, 20 triệu nó có giá của 20 triệu các bác. Đây. Đó, me đẹp, từ sáng giờ chưa ăn một. Thì sáng mai anh thấy là em đi chở rơm về đó. Rồi mình băm cỏ cho nó ăn đó. Mình em về em vứt rơm. Bây giờ anh có rơm không? Có,
anh ném rơm cho nó ăn thử cái nào nào nào, ném luôn. Đây anh bảo là nó non quá, nó có ăn không chú Thơm? Em bảo không ăn thì em bắt về cho, anh yên tâm đi, không ăn thì em mua lại cho, em trở về. Còn còn anh cũng lưu ý là tiền nào phải đấy, cũng 16 triệu thôi, đừng có đòi hỏi đẹp cũng có một. Đây các bác, đó, rõ ràng nha bà con. Các bác thấy hợp lý không? Các bác thấy lô bò này hợp lý không? Đó, 16 triệu các bác, đi tìm mua ra các bác, thật sự luôn đó. Đây, người bán thì muốn bán giá cao các bác, người mua thì muốn mua giá thấp. Đó, nhưng chú Thơm đi buôn thì cũng phải cân đối để làm sao cho nó hợp lý nhất đến tay người ta chăn nuôi. Đó, tại vì anh ở đây các bác, anh ở đây là anh cũng lâu lâu anh cũng, anh có giết mổ thường xuyên không anh nhờ? Ngày nào anh cũng làm đó. À, tức là anh là cũng người giết mổ thường xuyên các bác, thì chú Thơm đặt biểu cân luôn cho anh biết. Đó thì nhận xét của anh thì các bác cũng biết đó, tức là cũng được. Chuẩn chỉ thì không nói đúng không? Cũng được. Tương đối à? 80%. Tại vì đang anh biết không, bò là bò ở trong dân, anh hiểu không? Bò người ta nuôi khổ. Thứ nhất, thứ hai nữa là từ tối hôm qua đến trời nó chưa ăn. Nó sáng mai thấy băm cỏ nó có ăn uống gì đâu. Đi à, có cỏ, anh thấy có cỏ chứ có băm, em đi chở rơm về chứ, em đi mua rơm về đấy chứ. Rồi ném rơm cho nó ăn đấy chứ, là anh biết rồi, nên nó tọt con bò đi. Nhưng mà về đây anh nuôi tầm cả 2 tháng anh thấy khác liền. À, khéo hứa sang năm lại chú Thơm mới chở cho anh mấy con nữa lại. Thật mà anh phải nuôi thì anh mới biết. Hàng cái nhưng mà thật sự là anh phải đặt em lấy cho em đọc không lệch. Đây này, anh nhìn nhá, anh nhìn chú Thơm này, em đọc con đi này, bằng 75 cân này, đây này, con đi bằng 75 cân thui này, B đang ở nuôi này, đó, anh nhìn coi, nếu mà sau này anh bảo em lấy đốt, em lấy cho anh, đây con đi không dưới 75 cân, nếu mà anh làm con đi mà dưới 75 cân, em không đi buôn bò nữa, con nói nè, nói đúng là chứ, vì hắn đang bú mẹ thì nó nặng cân, chắc anh biết rồi. Đó, chứ không phải là em đi buôn mà không nhìn cân thì không nhìn cân không ra nữa thì dở đấy chứ. Nhưng mình đi nuôi, anh hiểu không? Mình mua nuôi cũng giống anh á, em cấp cho anh cấp cái lô này là cấp me nuôi, đúng không? Còn sau này nếu mà cấp me thịt, chú Thơm ơi, chú trở ra cho anh 5-7 con me thịt, chú em trở chuẩn chỉ luôn, không lệch một cân mô, nói không lệch một cân mô thì chú nói không đúng, nhưng mà có con sẽ thiếu nhưng mà có con sẽ thừa. Nhưng mà tỷ lệ nó là hầu như là bù qua bù lại là đạt. Cầm cỡ 95-100% vì mình nhìn mắt thường mà. Các anh đi mua, các anh nhìn về nhà còn thiếu nữa. Hồi chí chú Thơm. Cái loại này giờ Sơn cắm thì thế. Vâng, cho anh mua cắm lợn. Anh mua cắm lợn về cho nó ăn. Ở đây có bãi bia bà đậu không? Toàn ăn có bãi bia bà đậu. À, có bãi bia bà đậu thì trộn vô. Trộn bãi bia bà đậu cho nó ăn. Vì rơm mới đi anh ném rồi bãi bia bà đậu anh trộn anh đổ rồi nó vài bữa là nó ăn thôi. Nhưng mình phải tập làm quen. Cám vịt đẻ cũng được anh, cám vịt đẻ cũng được, đúng. Chứ đừng cho ăn cám vịt thịt nha, cám vịt đẻ thì nó có chất hơn là cám vịt. Đúng rồi, cám vịt đẻ nó không làm láo được. Anh công nhận không? Nếu mà 1000 con vịt, nếu mà nó cho ăn, nếu mà cám láo là không bao giờ nó đẻ, cái tỷ lệ trứng nó không đều. Nên người ta cho ăn là cho ăn cám vịt đẻ, còn không là cho ăn cám lợn. Nhưng mà cho ăn cám tốt. Đừng cho ăn cám rẻ tiền, cám rẻ tiền không có cái gì trong đó đâu. Không có cái gì ở trong đó đâu, cho ăn cám tốt nha anh ít. Đúng rồi, đúng rồi, cho ăn tốt, cho ăn ít cũng được. Vâng, đó. Đó, ít thì nó đang bú mẹ mà, nó đang bú mẹ nó, nó theo bú mẹ. Anh ạ, đây này, sau này này, không để em nói chuyện luôn, sau này anh nuôi con chú Thơm nói đúng hay không nhá. Thứ nhất bây giờ anh thì anh thích con này thật, nhưng mà nếu mà bề to sau này con này không có to mấy con kia đâu. Anh cứ nuôi đi coi chú Thơm nói đúng hay không. Không ai đi mua hàng nhưng mà em đi mua cái lối nó quan trọng lắm. Con này này, thì sau này này, giết thì thịt đạt lắm. Nhưng mà sau này như con này này, con này này, con kia kìa. Sau nó đổ lốt ra nó to anh mới thấy. Anh cứ nói, chú Thơm nói đúng hay không? Nói chung là anh người làm hàng nhưng mà chỉ mình chỉ mua me về mình làm thôi đúng không? À, mua đâu thịt đến đó đúng không? Thôi thì cứ nuôi đầu tay của chú Thơm cấp coi răng nhá. Có hợp lý hay không? Thì nuôi Tết chứ răng. Toàn hàng thịt là ngày 1 đúng không? Nếu mà sau này hàng giết thịt thì mình phải đem đi chỗ khác. Cứ đợi đợi. Đồng hao, chung nhau là đồng hao làm ngoài Vũ Thư ấy. À, làm ở đó rồi. Chỉ có Tết là tớ làm riêng. À, Tết anh làm riêng. Vâng, 2, 4, 6, vừa ô đây. Vừa ô đó. Được ra anh ạ. Nuôi
cũng giống như anh em mình nói chuyện, lấy bỏ ống, bỏ ống, bỏ ống, chính xác, bỏ ống, đúng rồi. Anh ở đây không có cỏ thì cũng không cần thiết, nếu mà có bã bia bã đậu thì anh lấy bã bia bã đậu cho nó ăn cũng được, cho nó ăn rơm này, phụ phẩm ăn thêm thôi, cơ bản là chất tinh thôi, anh hiểu ý em nói không? Ở rơm thì ở đây thì đến mùa gặt cơ mà, anh mua lấy một một xe dựng ở trong xếp ở trong chuồng. À đúng rồi, rơm thì anh nhớ rơm, còn bã bia bã. Vâng vâng. Lấy bã bia bã đậu phụ tạp cả mỗi thứ tí. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà tớ bắt cái hàng là nuôi đến Tết, đúng rồi. Tết này hàng đi Tết anh thui là khéo đây. Tết này thui nó đạt tầm cỡ 178 thui là ok rồi. Hồng nó được anh. Khỏe ra. Anh cứ nuôi đi chú Thơm, nói đúng hay không? 178 thui là ok rồi. Cơ bản là cho anh chăm sóc, đúng nói trong này, cơ bản là do mình chăm sóc nữa. Đó. Rồi. Thì anh em vừa nói chuyện đó thì các bác cũng biết rồi đó, thì chú Thơm cũng nhắc lại nha. Cái lô này chú Thơm cấp ra cho anh là bằng 16 triệu một con nha các bác. Đó, 16 triệu nha. Chú Thơm cũng nói biểu cân đó, nó rất cân thui đó. Tức là các bác lưu ý là cân thui là bỏ xương nha, chứ không phải là không phải để xương vậy cân nha. Xin lỗi bò nuôi nhưng mà để phân hiểu hiểu, để phân tích kỹ cho các bác hiểu, tức là bê đốt, tức là bỏ xương. Còn để nha, bê thui đó bỏ xương. À bỏ xương thôi, còn cân xô lên là nó rớt vào tầm 70 đến 75 cân thui nha, chứ không phải là cân cả xương nha các bác. Cân cả xương bốn con đi mười mấy cân xương rồi đó các bác ạ. Đó, bỏ xương nha. Đó thì em cũng đọc cho anh là nó rớt vào tầm 70 đến 75 cân thui, anh yên tâm về cái biểu cân. Còn chú Thơm mua nuôi chứ không phải là mua thịt. Đó nên đôi khi cái lề lối thì nó đóng một vai trò rất quan trọng. Đó, thì ra thì các bác thấy là anh cũng nhận xét là ok. Tại vì người ta nuôi đó các bác, với anh buôn bán đó, thì như anh thích con này đấy. Anh bảo anh rất thích con này. Nhưng mà thật sự là sau này, để mình nói chuyện luôn, sau này con này sau này cái độ lối nó, nếu mà nuôi to là nó sẽ không bằng cái nó sẽ không bằng ở bên T. Nhưng mà nó cũng to, nhưng mà so với đoạn T về không bằng. Tại vì bên T bây giờ nó đang gầy. Tại vì người ta nuôi đó các bác, bà con nông dân người ta bỏ đồng, người ta không cho ăn, không biết cái hột cám hột bột là cái gì cả. Đó, về mình nuôi thì mới có lời nha các bác. Đó, chứ các bác thích mà các bác mua lại của anh em người ta vỗ rồi là thật sự là kinh tế nó không còn nữa các bác. Đó, rồi. Thì chú Thơm cũng cảm ơn anh và gia đình đó đã tin tưởng, ủng hộ và mua bò giống ở bên kênh Khởi Nghiệp. Thì vợ chồng em cảm ơn gia đình anh rất nhiều nha. Thì chúc cho anh chăn nuôi cái 6 con mè này, chú Thơm cung ứng hàm ăn chóng lớn, cuối sang năm, cuối năm đi làm thịt. Đó, lúc đó báo cho chú Thơm biết. Đó, lúc đó báo cho chú Thơm biết. Đó, còn đó anh cứ nhìn mắt em ấy nè. À, sau này ví dụ như chú Thơm ơi, chú bắt cho anh 5-7 con mè cái thui vô anh làm, thì chân bao nhiêu em bắt chuẩn chỉ cho anh, em chở ra cho anh, không phải nghĩ nữa. Làm thử, không phải thử, em là làm thật, không phải thử, anh cứ yên tâm đi. Nó dư cân đó. Tức là em cũng nói với anh là em đi làm hàng mê nuôi thôi, chứ em không làm hàng mê thui. Nhưng anh, nếu mà anh nhiệt tình chú Thơm sẽ lấy cho anh kỷ niệm. Chứ còn em là thật sự em bắt mê thui rất nhiều, nhưng mà em không quay, em vứt vô lò cho anh em làm luôn thôi. Nên anh yên tâm cái chỗ đó. Đó, còn đọc cái này, chú Thơm đọc này. Đó, con đây này. Đó, đọc 75 cân, anh làm không dưới. Không, con đấy được 75 cân dưới. Đúng rồi, có con không. Như có một con thì nếu mà có một con như con này này. Có đâu rồi? Con này này, đúng không? Ừ, con này là không được, nhưng mà cái phóc nó to anh. Cái phóc nó to. Đúng rồi, chỉ cần cái lối thôi, không. Tại vì là anh nhìn đúng, thì quen rồi. Đúng thật. Nhưng mà cái loại này mà anh cứ nói thịt ra, có là mẹ thằng nhỏ thịt con nữa. Đó thì cũng định kết thúc một tí, nhưng mà vợ em mới đi làm nghề với em, rít rồi nó cũng quen đi các bác ạ. Rít nào nó cũng rành, thật mà, rít nó cũng rành. Vì mình nuôi, mình mua bò nuôi, cơ bản là cái lối. Nên chú Thơm đến nhà bà con cũng vậy, cơ chú gầy nhưng mà chân tay to cao dài chú Thơm vẫn bắt. Còn mà thấp ngắn chân chim không có, nhỏ con mà lắm thịt thì chú Thơm không mua, vì chú Thơm hàng nuôi chứ không phải hàng thịt. Đó, bà con cũng lưu ý cái vấn đề đó. Đó, rồi, ok các bác nha. Thì kênh Khởi Nghiệp cũng xin chào các bác. Mua hàng nuôi là không có định cân thì nói rồi. Chào toàn thể bà con.